Sau khi bà bỏ đi, tôi đã cho người tìm kiếm bà khắp nơi mà không gặp. Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra với bà. Âu cũng là cái số. Có lẽ duyên phận của mình chỉ đến đó mà thôi. Thực sự thì trong thâm tâm của tôi cũng muốn cho con nó tìm lại ông, nó gặp lại ông lắm. Cho nên tôi mới âm thầm nuôi nấng nó từng ngày cho nó khôn lớn. Thực sự thì tôi không muốn nó theo tôi sống một cuộc sống khổ cực như vậy. Có lẽ trời xui khiến cho hai cha con gặp nhau, cho nên khi quản gia tìm tới tôi thì tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trả con lại cho ông. Bây giờ vợ tôi cũng đã chết, tôi sống với đứa con trai duy nhất. Trong những ngày tháng qua, không lúc nào tôi không nhớ về bà. Nhưng bà thì mặc vô âm tín. Vậy Gia Quý có biết là tôi là cha của nó không? Từ lúc tôi gặp quản gia, vậy tôi cũng chưa dám nói với con nữa. Tại vì tôi sợ đường đột quá, con nó sẽ không chấp nhận được. Nhưng thật sự thì trong thâm tâm của tôi cũng muốn trao con lại cho ông lắm, để ông lo lắng cho nó ăn học thành tài. Tôi cũng muốn đưa bà về nhà để bù đắp cho bà những thiệt thòi mà bà đã chịu đựng trong mười mấy năm qua. Thôi, ông thay tôi lo cho con là tôi mừng lắm rồi. Số phận của tôi như đã an bài, tôi cũng không mong gì hơn cho đời mình nữa hết. Tôi chỉ sợ con nó theo tôi thì tiền đồ không ra gì. Nhưng nếu con không muốn xa bà thì liệu nó có chịu đi theo tôi không? Tôi xin bà hãy để tôi lo cho mẹ con bà trong suốt quãng đời còn lại. Vậy đứa con trai của ông chi? Đừng nhắc tới nó. Chắc tôi sống không tốt cho nên mới có đứa con ngỗ nghịch như nó. Nhưng mà không sao, giờ tôi đã có Gia Quý rồi, coi như là ông trời không phụ lòng của tôi. Bà cứ lựa lời nói chuyện với con, tôi sẽ quay lại và thu xếp đưa mẹ con bà về nhà. Tía. Chào tía. Chuyện gì vậy thiếu gia? À, hôm nay con mang sính lễ đến đây như đã hẹn. À, bây giờ tía hãy nhận sính lễ. Từ ngày hôm nay, con gái của tía đã có chồng, đã là vợ của thiếu gia Đào Tân. Nợ nần gì đó thiếu bỏ hết, rồi hết. Đã là vợ của thiếu gia thì không thiếu nợ gì nữa. Sao vậy được? Tôi đâu có hứa gả con gái cho thiếu gia đâu. Sao làm chuyện bất nhân vậy được thiếu gia? Ta không cần biết ông có chấp nhận hay không chấp nhận. Đào thiếu gia này đã muốn là phải được, hiểu chưa? Đây, mang xin lỗi vô chồng. Dạ. Bây giờ tôi với ông đi ra ngoài cho thiếu gia động phòng đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy người định làm gì? Mấy người không được làm gì? Thôi, đâu mà lại sợ. Chở chồng qua động phòng gì? Thiếu gia, buông tôi ra. Buông ra. Bà làm gì đây vậy? Bà đánh ba đám tôi hả? Ông chủ kêu thiếu gia về, có chuyện cần gấp kìa. Làm gì trùng hợp vậy? Làm mà cứng á. Thiếu gia đợi con với. Không sao, không sao rồi, yên tâm đi. Để tôi về bẩm báo với ông chủ, xóa nợ cho hai cha con ông. Còn bây giờ thì không sao, không sao hết rồi nha. Mấy người đi hết đi, quân ác động. Con... con...
cậu, đừng có nóng nữa. Mày, mày đồ ăn hay, mày đồ ăn hay. Có chút xíu gì, làm cũng không xong, làm cũng không xong nữa. Biến, không thôi tao đánh chết mày đó. Đi. Cậu Tân, tối ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá không à. Thứ bà nữa hả? Sao bà cứ bám theo tôi hoài vậy? Bà là người ở, tôi sai đâu làm đó chứ không phải theo tôi phá đám nha. Tôi kêu cậu thức tỉnh lại đi. Hôm nay bạn răng trời hay sao mà mình dám nạt tội tôi như vậy? Bà đừng tưởng là bà lớn tôi không dám đánh bà nghe. Đánh đi, cậu đánh tôi đi, trời đánh cậu đó. Bà biết đi, hôm nay nói làm nhảm gì vậy? Bà mà cậu đi theo tôi nữa, tôi không tha bà đâu. Cậu Tân, cậu nghe tôi nói nè, cậu thức tỉnh lại đi. Cậu đợi khi nào cậu mất vị trí của thiếu gia và họ Đào thì cậu mới sáng mắt ra hả? Bà nói cái gì? Nói lại nghe coi, cái gì mà mất? Cha của cậu đã tìm được đứa con riêng, ông ta công nhận và sắp tới sẽ cho thừa hưởng cái gia sản nhà này. Cậu tối ngày chỉ biết ăn chơi, lúc đó sáng mắt bạn đã muộn rồi. Bà nói có phải thật không? Không tin đi về hỏi ông chủ đi. Tôi không tin cái chuyện con riêng gì đó đâu. Ông già rồi lú lẫn, mấy người đừng có đem mấy cái chuyện đó hù tôi. Cậu nghe tôi nói nè, đó là chuyện năm xưa của người lớn, còn trước mắt á là cậu phải đón nhận. Chẳng bao lâu ông chủ sẽ đưa đứa con đó về nhà. Lão già. Cậu Tân, cậu Tân.